một lần nữa là cho anh em xem lần nữa nha em ơi. Lúc này có thêm một cuốn năm động khá quên em ơi. Cuốn năm này thì đang vài kim đây. Đó, như Khải thông báo thì ở cái tuần vừa rồi thì hết gần 30 kim, còn 2 triệu. 2 triệu thu lại được cái nhẫn này một kim này. 70 nghìn, 60 nghìn này. Ở nhẫn này khoảng tầm một kim nữa, 2 kim. Rồi, nhẫn này khoảng 3 kim. Nhẫn này khoảng 3 kim là 5 kim. Đai lưng này thì không sao, đai lưng này cho nên nhưng ba. Rồi, đai lưng này khoảng 3 kim là 8 kim. Và tay này khoảng tầm 500 xu, 8 kim rưỡi. Nhẫn này khoảng 3 kim đây. 11 kim rưỡi, nhẫn này khoảng 2 kim, 12, 13 kim. Nhẫn này chắc còn vài trăm xu. Này cũng vài trăm xu cho nên nhung ba. Ngọc bò này khoảng 2 kim, nói chung là thu hết 30 kim thu lại khoảng tầm 15 kim nè, thu lại nửa tiền lỗ nha nè. Khoảng này chắc bán được khoảng 2 đến 3 kim. Cái này của Khải quá anh em. Rồi. Ok. Đây giao dịch cho anh Tùng rồi. Lô, anh Tùng ơi. Đâu anh Long giao dịch Long ơi. Long giao dịch. Đây. Anh Tùng bạch nào, anh Tùng đang có bạch nào giao dịch luôn anh Tùng ơi. Đó, giờ. Rồi giờ là cái đai lưng anh Tùng đổ bao nhiêu để em trừ tiền của anh Long này? Bao nhiêu anh Tùng? 2 kim rưỡi đúng không? 2 kim rưỡi đúng không? Ok, 2 kim rưỡi. Rồi anh Long 2 kim rưỡi là anh Long còn nhiêu đây? 2 kim rưỡi lại thêm này 8 xu nữa. Cái gì 8 xu? Là 3 kim 3. À thêm cái gì 800 xu nữa hả? Từ anh Tùng. Anh Long cứ giao dịch với em 2 kim rưỡi nha. Rồi em giao dịch anh bên này 10 kim là đủ nha anh Long, hiểu không? Đó. Ừ, anh cứ giao dịch với em 2 kim rưỡi cho anh Tùng là xong. Rồi em giao dịch anh qua 10 kim. Em 7 kim rưỡi rồi. Dạ em đưa anh 7 kim rưỡi đủ nha, em đưa anh Tùng 2 kim rưỡi. Rồi ok hiểu. Rồi. Giao dịch với chiếc nhẫn. Anh đưa cho anh Hồng còn không đưa anh 6 kim 3 được rồi, 6 kim 7 được rồi. Không đủ, anh tự đưa vấn đề kia đây, anh tự đưa vấn đề kia đây. Cái này là em đưa anh là đủ 10 kim nha, còn lại em đưa anh Tùng. Rồi. Ừ, mày 7 kim rưỡi này. Đây 2 kim rưỡi này. Rồi. Rồi Huy đâu nó mua đâu? Về giao dịch nhắn em ơi. Bánh này thì bán tại chỗ luôn nè. Đây em ơi, Huy đâu nó mua. Thôi cô Lửa ơi. Cô Lửa hiện tại cái nhẫn này thực sự là chắc là cho cô Lửa đi, không bán nha anh em. Nhẫn này cho cô Lửa xài này. Không bán. Rồi. Ồ đẹp ghê vậy. Donate cho cô Lửa xài đi. Không bán. Thêm Long. Nó ngỏ 20 luôn rồi. Quá ngon. Những này khăn họ chắc bán vài trăm xu thôi nên là thôi bỏ đi, không bán đâu. Cho em cô Lửa đi. Bán có 2-3 trăm xu cũng mang tiếng nữa. Rồi, nó cho em cố gắng lên xếp hiệp cốt. Ok luôn. Rồi. Nó mua của em á, nó mua xếp hiệp cốt của em á. Ừ ok em ơi. Rồi anh Huy Đô Mon cho anh đó. Ok. Chết. Anh Tùng không? Xíu em đồ kim, ok em ơi. Ba kim rồi, ok. Rồi anh Tùng, về nhận kim rồi anh Tùng ơi. Có nãy giờ đóng điện nói sao vậy? Tinh thần hạch hẹn không cho em biết anh Tùng. Đây, đó hôm nay thì sang được ít đồ bán trên live luôn. Cho em xin ké mấy viên anh Tùng lên đảo. Rồi anh Tùng chương trình anh Tùng ơi, đâu con nào, đây. Giờ giờ đây rồi em đập. Từ em lấy kim, em lấy kim nữa. Cho tặng nào đâu ta? Cho tặng lên trên cho tặng rồi. Rồi giờ anh đây. Giờ giờ. Rồi nè. Bán cho Á Thần một cái nhẫn sức mạnh 16, sinh lực một lực 13x một kim này. Rồi. Bán cho anh Long cái đai lưng 2 kim rưỡi này. Rồi. Cái nhẫn của trai em 3 kim là anh lấy nha. Bên trai em đang nợ anh 3 kim nha anh Tùng. Rồi, còn nhẫn này anh bán này, đó anh bán đây. Đó. Đó. An ơi. Em nghe anh lo em ơi. Rồi cái này nè. Cái nhẫn kim này bán cũng được một kim đó. Rồi anh bán được nhiêu anh bán. Rồi. Ngọc bòi nè. Rồi ok xong. Cái này của em. Cái này của em. Cái này của em. Rồi ok. Xong nha anh Tùng. Đó anh. Ok. Hello anh Lạc Văn Lương nha. Ok anh ơi. Rồi ok nha anh Tùng. Bên Huy Đô Đông Bòn thiếu anh 3 kim là xong nha. Rồi ok. Đó thu là được hơn 10 kim thôi. Nếu anh Tùng bán hết thu được hơn 10 kim chứ lỗ nửa tiền. Tụi này tiếp tục là nửa tiền nha. Rồi ok. Anh em xem video đừng quên đăng like và chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi